បាទតាមបងធម្មទីវិសុំគ្រប់បងប្អូននៅលើបណ្ដាសង្គមយុទ្ធភ័យ ទូសនានេះឡូវក៏មិនឃើញហើយក្បាលទូកនេះទូកស្មារតីធ្វើក្បាលទូកធ្វើភ្លុកធ្វើអីនេះឡូវក៏បានអាមកហាលហើយខាងនោះជួរឡូវបងធំមកបន្តវីដេអូជូនបងប្អូនទូសនាថែមនេះដែលក្តារជួរកាន់ទៅធ្វើជួរធ្វើឡើងបាំងអង្គុយអីវិញគាត់ថាបងធំទីវិសិនចៅទៅកាលក៏បានមិនឃើញណាបងធំឡើងកំញឹកទីបតុក quán ghe ngô trong ba ngày mai để chuẩn bị mà cất chạy chuẩn bị đóng ha. Thì trước mặt cái nhà mình đây là những dán xẻ ra xong rồi nè, có một số để làm dầm với một số làm băng ngồi đó đó. Phần trước thì mấy gốc đó là để làm đầu ghe. Nhà mình ai xem ngay thì chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ ha. Thì cũng thơm cố gắng cập nhật tiếp tục ha. Qua Tết này đã bắt đầu khởi công hết rồi. Đây là gốc này chuẩn bị nè. Bữa nay lại cập nhật tiếp thì. Đây là tre cả nhà, chuẩn bị mọi thứ hết trơn rồi nè. Cái này là cất tạm để che nắng thôi ha. Khi nào hoàn thiện hết thì mới làm nhà ghe kiên cố. Giờ này tạm che nắng phía bên ngoài này nó mát nè. Nó có thoáng gió rồi nó mát. Đi cà bà xây mô nó tham băng cái đầu đỏ xanh xanh là mới vô lại nghe phía là ca. Rồi ta che cái tục chèn xanh nọc thơ. Nó khẳng cạo nữa là hơi. Nên chua nó tè tu quá. Cái đà này xung quanh oi này. Sạc nó là chập ở đây mà. Thằng bà thêm tục ngố có đôi chì bọn bà ôn thằng công cái là co nó. Mà chui xong này hơi xong là mới. Cái đầu lại cái mỗi cái đầu đây. Ngày mai đã bắt đầu cất chạy hay cất tạm để che phần nắng để cho thợ đóng ở ngoài này cho nó thoáng gió ha. Quán thì nhà mình xem thẳng là khô hết rồi đó, khô hết rồi. Tổng cộng có 12 miếng dài, còn vài miếng nữa, vài bữa nữa cũng thợ đem lên trở lại tiếp còn mấy cần câu nữa. Thì muốn thơm cập nhật tiếp tục ha, nhà mình đừng quên đăng ký bấm like để theo dõi ha. Bạn bốn nhà bạn kênh này là kênh Bóng Thầm TV complete chui check chui like chui subscribe ở Bóng Thầm TV để bày tới tuần video thứ mấy lâu cả sai thứ chập đầm chèn mò giờ lệnh bạn bốn mò xong xong lệnh băng cái đầu xanh nia ta xây nụng mon xây nụng mon xây cáp còn là che mở ấy, che ấy đó nha, nó không có gai. Mai này bắt đầu khởi công che phần chạy để cho thợ dễ chuẩn bị đóng cho nó mát, rồi sửa lại chiếc ghe cũ 2023 luôn, thay lại bộ con mới. Thì Bún Thơm cố gắng cập nhật ha, cái thay đổi gì thì Bún Thơm sẽ thông báo tiếp. Rồi chị mình phát đồ ấy thằng tuột chán Bún Thơm mình to video chùa đồng bộ nên tu sanh thêm tiếp. Hôm nay mình nhìn thấy quán chùa nào chùa nấy rất là đẹp ha, một miếng gì khoảng 6-7 tấc. Năm nay là chùa cưa nguyên lóng không cả nhà, cưa nguyên lóng không à, mà đợi mình đợi nội sân học nhưng à ban mình nó chơi và lọ đôi chưa nồi chơi pia lẩu các bạn bắt cả đà ba ta hẹn bóng thăm ban quận mà liếp chùa đồng ô nêu tu sân à đây tiền là bạn tàu chạy lệch tiết cũng như gần giờ 2 năm là đóng sớm nhất ha. Đó thì đang hơi lửa thì cũng thơm cũng có quay hết một clip đó. Thì bữa nào rảnh thì Bún Thơm sẽ đi cập nhật tiếp tục. Thì cũng mong tất cả các bạn mình có xem trên kênh của Dũng Thơm TV, ai chưa đăng ký thì đăng ký để theo dõi ha. Quán rất là đẹp luôn. Chầm Pa thuộc ấp Phước Phong, xã Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Ngày mai đã bắt đầu chính thức khởi công đóng mà cất chạy ghe để che nắng thôi.
khi nào đóng xong thì mới cấp chạy kiên cố để đưa ghe vào luôn. Sạc nó chập đâm bặn xăng lên hột thuốc nó xăng mình ta cầm ổi cái đau đấy. Thì năm 2023 thì Champa cũng không có đạt được thành tích tốt, gặp coi như dòng bản tử thần nó bị loại sớm. Thì năm nay cũng ban tổ chức cũng tranh thủ để đóng lên một chiếc ghe mới để tham gia giải Festival 2024 tiếp tục và sửa lại chiếc ghe 23 luôn. Từ 2022 thì Champa lọt vào 16 đội mạnh, thua ông Kho thì 16, dòng 16 8 thua ông Kho thì 16. Năm mà bị bọn phải bị những vợ chồng phá các bạn chùa nông là bọn đập vào mỗi tuột lăng bọn khác chụp những ông khó đập vào mỗi bên bảy nên mình chọp những quảng đập vào mỗi năm mà bị bọn mà phải bấy chùa nó lạnh ha bọn cô cho lạnh tuột lăng nó mình ai cho lòng phật nó là quảng ngày co và bạn bà chi hết này thấy cả đôi chơi bằng ôn trong là khó có chế vật thêm tụ ngô đối với chế cuốn các bạn môn vật tê bỏ tụ thăm mây vui nằm ở phía bọn 14 bởi tụ tụ nông ẩm nó các chế văn tụ ngô cho nằm phía bọn 14 bỏ môi kè cho này mùi môi thăm mây tiết nằm bởi chú ruộm bản năng đâu cho nằm phía bọn 14 bọn thông chế là mò chạy lệ rời rời chú nông bốn nên tụ sân à thằng ọc nè bà bạn tụ sân à chăm mấy complex chú chạy chú lại chú surprise nằm bởi tụ nông video thăm mây. Thì cũng thơm biết bao nhiêu thì chia sẻ bao nhiêu, cũng mong tất cả các bạn mình cùng đồng hành ủng hộ. Thì năm nay thì nghệ nhân Gia Lâm tiếp tục đóng ghe Champa ha. Thì khoảng đâu có thể là sửa trước Tết, sửa mấy cái chiếc ghe cũ trước Tết, thì nếu có thông tin sửa trước thì cũng thơm sẽ cập nhật thường xuyên để cho cái nhà mình tiện theo dõi. Nếu ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký bấm chuông ha, mới được xem trước người ta luôn. Hiện tại là che là cũng có chuẩn bị hết rồi nè, cái này là chỉ là che nắng tạm thôi, chưa có cắt chạy kiên cố. Thì cũng thơm mà cũng mong tất cả mọi người cũng như các bạn yêu mến bộ môn ghe ngô này luôn đồng hành ủng hộ. Quán năm nay thì rất là đẹp luôn, cũng như quán Sóc Trăng chùa Khlen cũng rất là đẹp, với quán chùa Bốn Mặt cũng rất là đẹp luôn, với Cần Giờ Hai rất là đẹp luôn, Xẻo Me thì cũng quá đẹp. Không, năm nay thì 2024 này thì hiện tại nó có 3 thợ, 4 thợ ha. Một là thợ Danh Vũ đóng hai chiếc của một Cần Giờ Hai với Xẻo Me. Chiếc ghe thứ hai thì chiếc ghe của Bốn Mặt thì Tà Cốc, còn gọi thêm là Tà Rớt á, đóng chiếc Bốn Mặt. Còn chiếc thứ ba đây là chiếc Champa, đây là của nghệ nhân Danh Lâm. Còn chiếc thứ tư chùa Sóc Trăng thành phố thì những nói thợ nhà của chú Phong đóng luôn ha. Nó còn ô nên tu sơ ná nó khinh chen bò năm phía Phong phải bốn khinh mẹ nó bay bốn chen á, chen tìm mối chen vòng phẩm vùng quẩn chỉ chen tù ngô Danh Lâm bàn bò mây còn chèn tiệp pin đâu gặp nồi chơi pin nó chèn chuột ngô Danh Vũ nồi chơi mấy bò đầm pel cái chèn tiệp bốn hoặc khlen chèn té lục bục khoáng rồi gặp bò nồi mình chèn chở những tao dương sơn ngọc mơ tuốt bình về hao ta sập bãi về mình ca lạnh thực là thơm á, nhiều thợ đóng thì mới nó, đường đua mới nó hấp dẫn. Thì cũng thơm mà cũng chúc tất cả các đội ke mới thì luôn là đạt thành tích tốt rồi. Để có một năm bứt phá thật là ngoạn mục để năm 2024 được thêm nhiều thợ hơn. Nhưng em còn thơm mà ở quân thì không chun po đời trong cái là co tầm vọt này này không prăng ở cái này là bị vô chốt vô chê vô sợi mà còn mỏi vọt. Nhưng mình ca rất sợ bài đi lên ngọc này cho nên bóng thơm ọc quân mộng quân lên ngọc này bóng thơm xong ác video tầm này xanh thì thôi bóng thơm cũng xin tạm dừng á, bóng thơm sẽ lại cập nhật tiếp tục vào ngày mai để xem thợ cũng các anh em cấp chạy ha. Xin cảm ơn.